núi cao hàng chục mét bị sạt lở, cột điện cao thế xẹt ra tia lửa. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng phạt nguội vi phạm giao thông. Giám đốc bệnh viện, lái xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn do uống nước trái cây. Triệt xóa hai nhóm tín dụng đen, tung clip khỏa thân khủng bố người vay. Núi cao hàng chục mét bị sạt lở, cột điện cao thế xẹt ra tia lửa. Đoạn video ghi lại cảnh một trận lở đất đã xảy ra ở vùng núi thuộc Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, khiến lượng đất lớn đổ xuống. Trong đó có một cột điện được dựng trên đỉnh núi bị đổ, gây ra tia lửa, dẫn đến mất điện ở một số khu vực. Trong đoạn video được một nhân chứng đăng tải lên mạng xã hội, ngọn núi cao hàng chục mét bị sạt lở nghiêm trọng, đất cát thả trôi từ trên đỉnh xuống chân núi. Vị trí bị sạt lở nhiều nhất là nơi không có cây cối che phủ. Theo thông tin cho hay, đến ngày 20 tháng 9, chính quyền địa phương đã phát đi thông tin cho biết kết quả cuộc điều tra sơ bộ. Theo đó, không có ngôi nhà nào xung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất này và may mắn không có thông tin về thương vong hay thương tích nào xảy ra. Mặc dù sự cố này đã gây mất điện, nhưng các biện pháp sửa chữa và khắc phục đã được triển khai để đảm bảo sự ổn định trong việc cung cấp điện năng cho cư dân địa phương. Một vài bình luận đáng chú ý được cộng đồng mạng để lại khi xem xong đoạn video quay lại cảnh tượng sạt lở nguy hiểm. Đó là lý do núi cần phải đi đôi với rừng, dừng ngay việc chặt phá rừng lại. May mà tia lửa của cột điện không gây ra cháy, nếu không thì phải xử lý hai sự cố cùng lúc. Có vẻ ngọn núi cách xa nhà dân, nhưng cột điện thì gây ảnh hưởng trực tiếp. Thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ, người mẹ ước được gánh thay con. Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau bị chủ hành hạ, ngày 22 tháng 9, chị Lê Thị Loan, mẹ em Nguyễn Thị Bích Vân, 16 tuổi cho biết chị rất đau lòng khi hay tin con gái bị chủ hành hạ trong thời gian làm thuê để trả nợ cho bà ngoại. Tôi vừa đưa cháu đến một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ để khám sức khỏe vì cháu thường xuyên bị đau đầu. Đến giờ cháu vẫn còn hoảng sợ khi nghe ai đó nhắc đến tên người chủ đã hành hạ. Cháu còn quá nhỏ mà phải chịu hành hạ như vậy. Ước gì tôi được gánh thay cho con. Chị Loan nghẹn ngào. Cũng theo chị Loan, từ khi vụ việc được phơi bày, gia đình bà Kiều cũng không đến hỏi thăm hay hỗ trợ gì. Đến giờ cháu vẫn còn đau đầu, mắt cháu cũng có dấu hiệu bị mờ. Tôi phải đưa cả nhà về quê chồng ở Hậu Giang để tiện chăm sóc, không dám để ở lại đó nữa, chị Loan chia sẻ. Khi được hỏi chị có yêu cầu gì khi làm việc với cơ quan chức năng không, chị Loan trả lời, gia đình cũng không có yêu cầu hay ý kiến gì nữa để cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bà Kiều vi phạm thì đã có pháp luật xử lý. Trước đó bà Nguyễn Thu Thủy, bà ngoại em Vân, có thiếu nợ người khác 40 triệu đồng. Sau đó bà Lê Thị Kiều, 43 tuổi, ngụ cùng địa phương, đứng ra nhận nợ thay cho bà Thủy, rồi nói cho Vân làm việc để cấn nợ. Trong quá trình ở làm thuê, Vân làm không đúng ý, nên bị Kiều dùng tay, do chúc, muôi, đánh nhiều lần lên người, hành hạ, dã man. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng phạt nguội vi phạm giao thông. Văn phòng Chính phủ ngày 21 tháng 9 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Cùng với tăng phạt nguội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh triển khai đề án đầu tư lắp camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Quy trình, thủ tục xử lý và nộp phạt vi phạm giao thông cần được đơn giản. Bộ Công an thường xuyên duy trì xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề, nhất là kiểm soát nồng độ cồn và tải trọng xe. Công an các địa phương, nhất là cảnh sát giao thông tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của các cá nhân, đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn, Phó Thủ tướng chỉ đạo. Người dân, nhất là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giao thông sẽ được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Những năm qua, việc ghi hình phạt nguội vi phạm giao thông được áp dụng tại nhiều địa phương, cùng với phạt trực tiếp. Các tổ tuần tra kiểm soát trên đường, khi phát hiện ô tô đổ dừng không đúng nơi quy định, tài xế không có trên xe, cảnh sát sẽ ghi lại hình ảnh và dán thông báo vi phạm trên kính xe, sau đó sẽ xác minh chủ phương tiện, gửi thông báo xử phạt nguội. Quá 15 ngày làm việc kể từ ngày cảnh sát gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện hoặc tài xế không đến giải quyết thì cảnh sát gửi thông báo đến công an địa phương hoặc nơi làm việc của chủ phương tiện và gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm. Giám đốc bệnh viện, lái xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn do uống nước trái cây. Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ 50 phút tối ngày 21 tháng 9, tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc thành phố Đồng Hới thì đón dừng xe biển số xanh.
Tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Phạm Đức Hưng, 48 tuổi, trú thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,243mg trên lít khí thở và bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Với mức vi phạm này, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe 11 tháng và phạt mức 7 triệu đồng. Chiếc xe sau đó cũng được đưa về tạm giữ tại công an thành phố Đồng Hới. Chiếc xe ô tô biển số xanh này sau đó được tổ công tác xác minh do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đứng tên sở hữu. Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết đã nắm được vụ việc này và khẳng định chiếc xe này là của bệnh viện mình. Theo ông Hùng, tài xế Hưng lái chiếc xe biển số xanh trên chở đoàn của bệnh viện đi công tác họp ở tỉnh Quảng Bình. Tài xế có báo cáo lại do trước đó bị cảm, có uống thuốc, bị bệnh đau mắt đỏ nên dùng thuốc nhỏ mắt và có uống nước trái cây. Trong đêm ngày 21 tháng 9, khi lái xe ăn tối về thì bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Nghĩ bình thường, không sử dụng rượu bia, tài xế chấp hành việc thổi nồng độ cồn. Khi cảnh sát giao thông kiểm tra thì nồng độ cồn ở mức 0,243mg trên lít khí thở. Ông Hùng cho biết trước khi bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên nếu đã vi phạm, bị lập biên bản thì sẽ phải nộp phạt thôi, ông Hùng nói. Xem cảnh khuyển vượt lửa, quật ngã tội phạm cứu người. Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an là mái nhà chung của hàng trăm chú chó nghiệp vụ với 5 giống điển hình như Bechje, Malinois, Rottweiler, Labrador và Cocker. Những chú cảnh khuyển đều rất mạnh mẽ và hung dữ khi tấn công, truy bắt tội phạm. Hàng ngày những chú chó được huấn luyện theo từng chuyên khoa, gắn bó với huấn luyện viên như những người bạn thân thiết. Để kiểm tra quá trình huấn luyện có đạt yêu cầu hay không, những cán bộ chiến sĩ ở đây thường xuyên phải đưa ra những bài giả định sát hiện thực nhất. Trong tình huống giả định đặt ra là một nhóm tội phạm đi ô tô vận chuyển trái phép chất ma túy thì bị tổ công tác bắt quả tang. Nhóm tội phạm không phối hợp với lực lượng chức năng mà phản kháng dữ dội, buộc lực lượng cảnh sát cùng chó nghiệp vụ phải sử dụng vũ lực nghiệp vụ để khống chế. Ngay sau đó, cảnh khuyển thực hiện nhiệm vụ đánh hơi, tìm thuốc nổ trên ô tô, đồng thời tìm ma túy trong các vali được khóa kín. Tất cả các bài được kiểm tra nghiêm ngặt của các huấn luyện viên. Theo đại úy Trần Văn Ngọ, đội trưởng đội sử dụng động vật nghiệp vụ, để những chú cảnh khuyển có tính chiến đấu và thực hiện được nhiều nhiệm vụ truy bắt tội phạm, giả phá bom, mìn hay đánh hơi ma túy, phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ từ 6 tháng đến 12 tháng. Được biết, trong năm 2022, Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, sổ khám chữa bệnh, hệ phả và bàn giao 46 chó nghiệp vụ đã tốt nghiệp về công an các đơn vị địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Thấy cụ ông lấy quá nhiều suất cơm từ thiện, một người lén đi theo và sự thật bất ngờ. Theo đó, cụ ông với dáng người mảnh khảnh, đôi chân thoăn thoắt, dù tuổi cũng đã cao nhưng lại không ngần ngại đi lên đi xuống trong bệnh viện để xin cơm từ thiện. Tuy nhiên, một lần ông lấy cơm là đến gần 10 suất. Không những thế, ông cũng đi đi lại lại vài lần. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ, không biết cụ ông xin gần 100 suất cơm để làm gì. Để tìm hiểu ngọn ngành, người đàn ông đã âm thầm đi sau lưng thì phát hiện cụ ông hai tay cầm gần 10 phần cơm từ thiện, gõ cửa từng phòng của điều dưỡng bác sĩ để gửi lại cho họ những suất cơm. Mặc dù nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã nói rằng những bác sĩ điều dưỡng sẽ không ăn những phần cơm từ thiện ấy, thế nhưng khi nhìn vào nụ cười hạnh phúc, ánh mắt rạng ngời của cụ ông khi nghe được mấy lời cảm ơn từ những người điều dưỡng, có thể thấy rằng những người nhận được phần cơm của ông cũng sẽ trân trọng và không hề hoang phí. Bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng những bác sĩ điều dưỡng phần vì bận rộn, phần vì lương thấp nên thường sẽ chọn ăn qua loa. Thế nên những phần cơm mà cụ ông mang đến cho họ hàng ngày cũng khiến cho họ cảm thấy ấm lòng. Một số ý kiến của dân mạng để lại. Ông làm việc đó, trong lòng ông thấy hân hoan lắm. Mình nghĩ vậy. Cảm ơn ông và người đã cho ông cơm để chia cho mọi người. Hồi trước tôi nuôi bệnh cũng lấy giùm người ta. Có hôm đổ hộp canh, thà tôi nhịn, còn phần nguyên đưa cho người ta. Triệt xóa hai nhóm tín dụng đen tung clip khỏa thân khủng bố người vay. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hồ Chí Minh và phòng BC02 về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen, các đơn vị đã đấu tranh triệt phá hai băng nhóm nói trên. Ngày 16 tháng 9, chị Như, 22 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đến phòng BC02 tố cáo hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản của nhóm Vũ Huy Hùng, 31 tuổi, tạm trú quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.
Công an điều tra xác định, hồi tháng 8 năm 2022, chị Như do thiếu tiền chi tiêu nên liên hệ với Hùng để vay. Hùng yêu cầu chị Như cung cấp ảnh căn cước công dân, ảnh và clip khỏa thân, Facebook của ba mẹ và bạn bè gửi qua thì mới được giải ngân. Sau khi thực hiện, Hùng đã cho chị Như vay nhiều lần và nạn nhân đã trả đủ. Sau đó cô gái vay nhiều hơn và không có khả năng trả. Khi chị Như đóng ngắt quãng thì Hùng đe dọa rồi đăng hình ảnh của cô gái lên mạng xã hội. Công an xác định Hùng đã đăng hình ảnh khỏa thân của chị Như lên mạng 4 lần. Công an cũng xác định Hùng còn cho khoảng 23 người khác vay. Ngày 18 tháng 9, công an đã bắt khẩn cấp đối với Hùng và những người liên quan. Tiếp theo, ngày 21 tháng 9, phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt khẩn cấp với Phạm Văn Trường, 33 tuổi, Phạm Văn Khu, 32 tuổi, Phạm Hùng Cường, cùng quê Nam Định, ngụ quận 12 và Đỗ Võ Hòa Nhân, 30 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ quận Gò Vấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm này cũng cho vay với lãi suất cao. Ngoài ra, nhóm này thường đi từ 3 đến 10 người để tìm tới nhà, hăm dọa con nợ và người thân của họ. Trường hợp người vay không liên lạc được thì nhóm này gọi điện cho thân nhân, uy hiếp tinh thần, danh dự để cưỡng đoạt tài sản. Thi thể nữ giới giống nghi can bắt cóc bé gái được phát hiện như thế nào? Chiều ngày 21 tháng 9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ giới nổi lập lờ trên sông Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội, với nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang, nghi phạm bắt cóc sát hại bé gái T, 2 tuổi, trú huyện Gia Lâm. Là người đầu tiên phát hiện thi thể nổi trên sông Đuống, ông Nguyễn Văn Mạch, 61 tuổi, kể lại. Khoảng 6 giờ chiều ngày 21 tháng 9, ông nhận lời đề nghị giúp đỡ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ về việc đưa thuyền chở lực lượng chức năng đi dọc sông Đuống để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy hai bên sông. Trên thuyền có 4 người, gồm ông Mạch, chủ thuyền, hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy và một công an xã Dương Hà. Khi thuyền đi đến khu vực bờ kè mới thôn Hạ, xã Dương Hà, ông Mạch mới phát hiện một thi thể nằm úp, nổi lập lờ cách mặt nước khoảng 15cm nên nhanh chóng báo những người trên thuyền. Ông Mạch kể và cho biết, thời điểm phát hiện thi thể nổi cách thuyền 15m và cách bờ khoảng 50m. Lúc này một nam thanh niên mặc áo phao bơi cách thi thể chỉ khoảng 2-3m nhưng không nhận ra vì nước sông đục và thi thể nổi lập lờ. Thấy cậu thanh niên bơi gần đến thi thể, tôi phải hô có người chết ở đấy, cậu ấy mới biết và bơi vào bờ, ông Mạch nói. Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể trên được ông Mạch và lực lượng chức năng đưa lên bờ, cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 400m. Khi được người dân, lực lượng chức năng cho xem ảnh căn cứ công dân của Giáp Thị Huyền Trang, ông Mạch nhận định thi thể mà mình phát hiện giống Trang 95%, song để khẳng định chắc chắn, phải đợi kết luận giám định pháp y của công an. Vụ Mercedes tông chết người, nhấp bơ rượu, không ý thức được va chạm xảy ra. Sáng ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình, 51 tuổi, ở thành phố Nha Trang, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, sáng ngày 3 tháng 3, Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có làm đơn xin nghỉ phép nên đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và uống bia. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, ông Bình điều khiển xe Mercedes-Benz E200 màu nâu chạy đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua huyện Diên Khánh thì xảy ra tai nạn với xe máy do ông Gelinas Guy, quốc tịch Canada điều khiển, chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn làm xe máy và người trên xe máy ngã xuống đường, ông Bình sau đó lái xe rời khỏi hiện trường. Sau tai nạn, bà Vân Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ông Gelinas Guy bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%. Đến ngày 7 tháng 3, ông Bình đến công an huyện Diên Khánh trình diện và khai nhận hành vi của mình. Tại phiên tòa, bị cáo Bình khai nhận mình có uống bia pha nước suối và nhấp môi rượu trong bữa ăn trưa cùng đồng nghiệp. Bị cáo cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bị cáo lái xe nhìn về phía trước vì có hai ô tô cùng chiều. Bị cáo nghe tiếng xuyệt, nghĩ rằng mình va chạm nhỏ nên không dừng xe. Bị cáo nghĩ xe đã mua bảo hiểm. Bị cáo Bình cho rằng mình bị huyết áp cao nên không uống nhiều. Bị cáo không ý thức được va chạm xảy ra. Sau này báo chí đăng tải, nghĩ là có liên quan nên đến công an huyện Diên Khánh trình diện. Thủ tướng đề nghị các ông lớn Apple, Boeing, Google đầu tư vào Việt Nam. Nhân dịp dự họp Liên Hợp Quốc và có các hoạt động song phương tại Mỹ,
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp và trao đổi về hợp tác đầu tư với nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, hàng không như Apple, Boeing, Google, Sysman, Healthineers. Apple là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ, hiện có giá trị vốn hóa hơn 2.800 tỷ đô la Mỹ và doanh thu hơn 390 tỷ đô la Mỹ, gồm khoảng 164.000 nhân viên. Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Nick Amman, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Apple cho biết Việt Nam là thị trường, địa bàn sản xuất rất quan trọng. Chia sẻ với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn Boeing đánh giá cao tầm nhìn và quan điểm của Thủ tướng về tầm quan trọng của kinh tế hàng không. Tiếp ông Karan Bhatia, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công của Google, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng đề nghị Google hợp tác chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Siemens Healthineers, đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm và giải pháp hiện đại trong chẩn đoán hình ảnh siêu âm, Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu sớm triển khai đầu tư sản xuất trang thiết bị y tế với công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam. Trạm bơm quá tải, nước thải tràn ra làm đục ngầu nước sông ở Đà Nẵng. Nhiều người dân sống gần khu vực cầu Trần Thị Lý thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bức xúc về việc cống thải nước sinh hoạt gần khu đảo xanh đổ thẳng ra sông Hàn, khiến cả một khu vực sông khá rộng bị ô nhiễm. Thời gian gần đây, nước sông Hàn ở đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý chuyển màu đục, có mùi khác lạ, gây ảnh hưởng cả một khu vực rộng của dòng sông. Các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần xử lý, khắc phục, nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn. Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng xác nhận, những ngày vừa qua, cống thải gần khu đảo xanh, xả thải ra sông Hàn đục ngầu là do hệ thống thu gom nước thải bị quá tải, dẫn đến rò rỉ. Tuy nhiên, trong móng cống hiện đã có hệ thống sục khí và bên ngoài thì có phun khử mùi bằng chế phẩm để xử lý nước thải. Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, hiện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố tiến hành lắp thêm máy bơm để chống quá tải. Đồng thời, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cũng tích cực đầu nối để hoàn thiện hệ thống nước thải trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng nước thải tràn ra môi trường. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.